Point guard, hay còn gọi là hậu vệ dẫn bóng, là một trong 5 vị trí chính thức trong bóng rổ. Và nếu dùng con số để thể hiện, thì đây chính là vị trí số 1. Những người đảm nhiệm vai trò này của đội bóng thường được biết đến và được ví như nhạc trưởng của mỗi đội bóng. Một PG cổ điển thường có nhiệm vụ cầm nhịp trận đấu, phân phối bóng cho các đồng đội và quyết định các phương án tấn công cho mỗi đợt lên bóng của đội nhà. Những người chơi ở vị trí này thường là những cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt và thông thường họ cũng là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất. Tuy nhiên, với sự phát triển và đa dạng hóa trong chiến thuật bóng rổ hiện đại, gánh nặng về việc dẫn dắt các thế trận hay cầm nhịp của đội bóng đã không còn quá nặng nề với một PG nữa rồi. Một PG trong bóng rổ hiện đại có thể chia làm nhiều loại, phụ thuộc vào nhiệm vụ khác nhau trên sân và tùy theo yêu cầu của các huấn luyện viên. Ngoài ra, phong cách và thói quen chơi bóng của mỗi cầu thủ cũng là một yếu tố quyết định đến việc anh ta sẽ trở thành một PG như thế nào. Hãy cùng Bóng Rổ TV điểm qua một số kiểu hậu vệ dẫn bóng hay gặp trong bóng rổ hiện đại. 1. Player Maker Point Guard. Player Maker PG chính là những PG cổ điển mang phong cách chơi bóng đúng với nhiệm vụ mà vị trí này sinh ra, cầm nhịp trận đấu và kiến tạo cơ hội. Những cầu thủ dạng này chơi tập trung vào nhiệm vụ cầm bóng, điều phối bóng cho đồng đội và quyết định sẽ sử dụng những phương án tấn công nào cho mỗi đợt lên bóng. Vì vậy, họ luôn là những cầu thủ dẫn đầu trong chỉ số kiến tạo của đội bóng. Đối với những cầu thủ dạng này, trong tiềm thức của họ luôn là pass first, có nghĩa là họ luôn ưu tiên chuyền bóng hơn là dứt điểm. Họ cũng không cần khả năng dứt điểm tốt, nhưng cũng có thể ném xa hoặc lên rổ khi có cơ hội. Trong những năm gần đây, với việc cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội bóng có thể đến từ nhiều vị trí khác trên sân, thì các PG cổ điển đang dần trở thành của hiếm. Các player point guard nổi bật hiện nay chơi bóng tại NBA chỉ còn một số cầu thủ như Chris Paul, Rajon Rondo, Ricky Rubio. Trong đó, chỉ có Chris Paul là thực sự đạt được đẳng cấp của siêu sao. 2. Sharpshooter Point Guard. Với sự xuất hiện của các siêu sao hàng đầu như Stephen Curry, Damian Lillard, Kyrie Irving hay James Harden, đây chính là kiểu PG đang làm mưa làm gió tại NBA ở thời điểm hiện tại và được rất nhiều người hâm mộ hướng đến. Những cầu thủ dạng này đều là những tay ném tầm xa và trung bình cự phách, kết hợp với các pha đi bóng đột phá quấy rối hàng thủ đối phương. Họ vẫn có thể điều phối nhịp độ hay kiến tạo cho đồng đội, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của họ vẫn là ghi điểm. Sự xuất hiện của Stephen Curry và đội hình small ball chứ danh của Golden State Warriors đã mở ra trào lưu sử dụng các sharpshooter point guard. 3. Slasher point guard. Đây cũng là một mẫu hậu vệ dẫn bóng mới xuất hiện trong khoảng gần một thập kỷ trở lại đây tại NBA. Đây là mẫu hậu vệ cơ bắp, họ có thể hình và thể lực vượt trội so với các PG khác. Họ cũng là những mũi tấn công chính của đội nhà do có thể dễ dàng vượt qua hậu vệ đối phương bằng thể hình cũng như sức mạnh của mình. Những mẫu PG này có khả năng ghi điểm khá đa dạng. Họ ưa thích đột phá thẳng vào khu vực bảng rổ bằng tốc độ và sức mạnh của mình. Qua đó, có thể tự mình dứt điểm hoặc lôi kéo các cầu thủ đối phương và tạo vị trí thuận lợi ở vòng ngoài cho các tay ném. Để đối phó với những PG dạng này, đối thủ thường phải sử dụng các cầu thủ ở vị trí SG hay SF để kèm hoặc sử dụng chiến thuật 2-1, double team. Đây cũng chính là mẫu PG khá hiếm hoi vì không phải cầu thủ nào cũng có đủ thể hình và sức mạnh để chơi được ở vị trí này. Những cầu thủ slasher point guard nổi bật đều là những ngôi sao của NBA, có thể kể đến như Derrick Rose, John Wall, Ja Morant, LeBron James hay Russell Westbrook. 4. Defensive point guard. Đây là mẫu hậu vệ dẫn bóng cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử NBA. Các cầu thủ hậu vệ dạng này có khả năng phòng ngự và kèm cặp cực tốt. Nhiệm vụ chính của họ chính là đeo bám và kèm cặp các ngôi sao ghi điểm bên phía đối thủ. Những PG dạng này thường sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cũng như khả năng tập trung cao độ trong suốt cả trận đấu. Trong mặt trận tấn công, họ chỉ thường có những đường truyền đơn giản cho các cầu thủ có khả năng sáng tạo hoặc ghi điểm tốt hơn. Mặc dù vậy, đôi khi họ cũng tự mình dứt điểm hoặc đột phá mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ vẫn là phòng ngự mà thôi. Họ cũng chính là khởi đầu cho những đợt phản công của đội nhà nhờ khả năng tiếp bóng hết sức nhanh nhạy của mình. Defensive PG nổi tiếng nhất trong lịch sử đương nhiên là Gary Payton. Ở NBA hiện nay vẫn còn một số PG phòng ngự như Patrick Beverley hay Jrue Holiday.